1102 Susan và những bông hoa hướng dương. Mẹ đi trên đường vui vẻ vì đang có đợt giảm giá, mẹ sẽ đến kịp thôi. Bỗng một cơn địa chấn xuất hiện khiến mẹ khựng lại tái mặt. Mẹ toát mồ hôi đau khổ, nó đến rồi, đã 3 ngày kể từ lần cuối cùng, nhưng ở một nơi như thế này thì đúng là tệ. Mẹ co giò chạy như bay tìm nhà vệ sinh, cuối cùng cũng có, mẹ phanh gấp rồi lao vào thở hồng hộc. Cô gái bên trong ngạc nhiên hỏi chuyện gì xảy ra vậy, mẹ ôm bụng vội nói là trường hợp khẩn cấp, cô ta toát mồ hôi cái gì chứ. Mẹ vội đưa Hima cho cô nhờ trông giúp rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô nhìn Hima cười, đã lâu rồi mới được bế em bé, và giới thiệu mình là Susan. Hima tròn mắt nhìn cô gái trang điểm loè loẹt trước mặt không chớp. Susan nhận ra tâm trạng không tốt của Hima nên lè lưỡi chọc cười, nhưng lại khiến Hima cảm thấy đáng sợ hơn, bèn òa khóc. Susan ngưng lại xin lỗi và đoán chắc Hima bị bất ngờ khi thấy một người phụ nữ tử tế đột nhiên làm bộ mặt hài. Cô chạy tới nhà vệ sinh gọi mẹ, mẹ nhăn nhó bảo đừng nói gì, mình đang tập trung. Susan hỏi mẹ bị táo bón à và gợi ý trà cây ngưu bàng rất tốt cho trứng táo bón đó. Mẹ lúc này vẫn đang nhắm mắt khổ sở tập trung hết sức, Hima lại nhăn mặt, cô lo lắng lại muốn khóc nữa ư, Hima òa khóc thật. Mẹ sực nghĩ la lên có thể là do cái tã lót rồi mở cửa định xử lý, Susan đóng cửa lại quả quyết cứ để cho mình. Mẹ thở dài cảm ơn và bảo tã nằm trong túi. Cô bắt đầu hí hoáy thay tã cho Hima rồi vui vẻ hỏi Hima thấy sảng khoái không. Hima có vẻ đã hài lòng nhưng ngay sau đó lại nhăn nhó mút tay, chắc là đói rồi. Susan lấy trong túi ra bình sữa hào hứng lắc qua lắc lại như đang lắc rượu vậy, đúng là bệnh nghề nghiệp mà. Cô còn cẩn thận đổ một giọt ra tay nếm thử nhiệt độ phù hợp rồi và đưa cho Hima. Hima tận hưởng một cách hài lòng, Susan lúc này cũng cần uống một chút nước, thật nhẹ nhõm. Cô vui vẻ nghĩ khi còn bé mình cũng chỉ có thể uống sữa như vậy. Rồi cô nghĩ đến mối tình đau khổ của mình vì nó mà bây giờ cô chỉ thích trà đắng. Hima nghe mà xúc động quá nha, cô bế Hima lên vỗ ở hơi một cách thuần thục. Hima đã ngủ nhưng mẹ vẫn đang rất khó chịu trong nhà vệ sinh. Susan hỏi mẹ đã tích trữ nhiều trong bụng đến mức bị táo bón ư, nếu tích lũy được nhiều thì hãy đến nhà mình rửa sạch tất cả vào nước để cảm thấy sảng khoái. Mẹ xấu hổ lấy chút sức lực xin lỗi, Susan bế Hima đang ngủ ngon ra ghế ngồi đợi. Bỗng Hima lại khó chịu rồi òa khóc, cô bắt đầu bực mình muốn khóc như thế thì cứ khóc đi nhưng tốt nhất đừng lãng phí nước mắt. Hima òa khóc to hơn. Đã đến lúc rồi, cô bật đèn sáng nhấp nháy ôm Hima nhảy múa nói nước mắt là vũ khí của phụ nữ, khi lớn lên và yêu sẽ dùng cho người đàn ông mà mình yêu. Bó tay luôn, ai lại đi khuyên em bé thế này chứ. Như ứng Hima cũng cười thích thú, không biết có hiểu gì không đây. Susan vui vẻ rủ cùng cười và nhảy cùng nhau nhé. Hima vẫn cười không ngớt, hai người vừa cười phấn khích vừa múa máy. Còn mẹ ngồi bên trong vẫn đang đau khổ, nghe hai người vui vẻ mẹ cũng tự động viên bản thân ráng lên. Cánh cửa mở ra là Shin đi vào cũng vui vẻ lắc mông nhảy múa theo. Cô Susan bỗng ngưng lại hỏi có chuyện gì vậy. Shin nghe thấy tiếng của Hima khi đi qua đây đó. Susan hỏi biết nhau ư, là em gái của Shin mà. Cô nghe mà ngạc nhiên cực độ. Mẹ mở cửa vui vẻ la lên đã xong rồi. Shin và mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Cô Susan trầm trồ thế giới thật nhỏ bé, hai người là một gia đình. Cô kể mình cũng là bạn của Shin. Mẹ sực nhớ chương trình khuyến mãi liền chạy đi. Cô vui vẻ giơ tay tạm biệt không quên nhắc nếu muốn ị lần nữa cứ ghé qua bất cứ lúc nào. Thật xấu hổ quá đi, có cần hét to vậy không chứ? Susan hỏi Shin có muốn nhảy thêm nữa không? Lời mời thú vị đó nha. Hai người bên trong lại múa hát cười vang. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 338. 2. Tôi sẽ xem buổi chụp ảnh của Larry. Đoàn làm phim đang chuẩn bị quay trong công viên. Người trợ lý thông báo vui lòng giữ im lặng để họ quay phim. Kazama mừng rỡ thông tin trên mạng là đúng sự thật, hôm nay cậu có thể nhìn thấy Mary Chan rồi. Hai diễn viên từ trên xe bước xuống, mọi người ồ lên thích thú. Kazama chạy lên trước giơ máy chụp ảnh. Mary bước xuống sau, Kazama đỏ mặt mắt long lanh mừng rỡ khi thấy thần tượng. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên gần đó là Shin, cậu ta cũng đến đây ư? Kazama không vui xíu nào bèn chạy ra phía sau để né Shin. Một làn hơi thổi vào tai khiến cậu nhột quá, hóa ra là Shin đã đi theo rồi. Kazama bực bội hỏi Shin làm gì vậy? Shin bảo mình đang đi dạo thì thấy Mary nên ghé vô chụp ảnh thôi mà. Kazama giả vờ không biết hỏi Mary đang ở đây à? Cậu không biết ư? Kazama không hề biết gì nha. Shin hỏi vậy cậu mang theo máy ảnh tới làm gì? Cậu ta xấu hổ khựng lại rồi bảo mình đến chụp ảnh cây cối thôi. Nói rồi cậu ta nhanh chóng chụp cái cây nhỏ dưới đất để tránh bị nghi ngờ vì xấu hổ, còn giải thích thêm muốn viết một bài thơ về vẻ đẹp của hoa dại. Shin ngờ vực khả năng của cậu khiến cậu bực bội gào lên, Shin làm sao hiểu được. Người trợ lý nhắc hãy giữ im lặng, Kazama lo lắng diễn viên đã bắt đầu rồi. Shin trêu chọc có vẻ Kazama rất thích Mary, cậu phủ nhận mình không có hứng thú. Bỗng mọi người nhìn qua với vẻ mặt khó chịu. Kazama xấu hổ vội cúi đầu xin lỗi, Shin cảm thán thật là bó tay. Anh trợ lý thông báo hãy im lặng còn 5 giây, anh bắt đầu đếm ngược 5432, Shin la lên một khiến anh ta té ngã, đạo diễn tức tối quất anh một cái. Kazama bực mình nhắc Shin im lặng đi, tại Shin quên mất tiêu. Anh trợ lý cảm ơn hai đứa và bảo đây là một ngày quan trọng hay im lặng chút đi.
Kazama đỏ mặt không ngừng cúi đầu xin lỗi rồi bực bội tất cả là tại Shin. Anh trợ lý lại thông báo còn 5 giây, họ bắt đầu diễn Shin quan sát rồi la lên sai rồi khiến mọi người khựng lại. Kazama hoảng hốt chuyện gì vậy, ông đạo diễn lại tức tối gào lên rồi quất vào mặt anh trợ lý yêu cầu hãy giữ cho cái miệng đó im lặng ngay. Shin la lên đúng là đối xử tệ bạc, anh trợ lý bực bội bảo họ đang làm nên hãy giữ im lặng chút đi. Shin khoanh tay ậm ừ rồi quay sang hỏi Kazama đang nói à, cậu ta bực bội hét đừng lôi mình vào. Mọi người lại khó chịu nhìn qua, Kazama lại phải cúi đầu xin lỗi rồi khóc ròng tại sao lại là mình chứ. Các diễn viên tiếp tục ghi hình, họ diễn thật nhập tâm, Giái Cá Biển nói chuyện, Mika thấy Giái Cá biết nói chuyện thì ngất xỉu, người con trai động viên Mika cố lên. Người con gái xấu xa xuất hiện cười nhạo Mary đã rơi vào bẫy của mình rồi. Đạo diễn hô cắt và đi tới chê diễn xuất của Mary, lối diễn xuất ngày càng trầm, rồi hướng dẫn hãy nhìn chằm chằm Sela và gào to hơn. Kazama tức giận đạo diễn đó sao lại chê như vậy trước mặt mọi người đang xem chứ thật tội nghiệp Mary. Xin liếc qua hỏi Kazama giận à, cậu ta khó chịu gạt phát đi làm gì có. Các diễn viên tiếp tục diễn, xin trầm trồ Mary đẹp quá nha và giật máy ảnh của Kazama, cậu ta giữ lại nhất quyết không cho. Nhưng xin lau cá lấy được rồi còn lôi luôn cả Kazama chạy tới gần chụp liên tục, Kazama hét lên đừng chụp nhiều lãng phí. Xin kéo Kazama chạy vào khu vực đang quay, anh trợ lý vội cản hai đứa lại, đạo diễn tức tối gào lên rồi đi tới cho anh trợ lý một cái u đầu và quát mau xử lý hai đứa nhóc. Anh vâng dạ đẩy hai đứa đi, anh lo lắng nói đạo diễn đã quay ở đây lâu rồi, hai người nhìn qua anh cảnh sát khu vực đang nhìn đồng hồ. Đạo diễn thở dài không thể tiếp tục quay nữa, anh trợ lý thông báo buổi diễn hôm nay dừng ở đây. Khán giả tranh thủ ồ lên xin chữ ký, xin cũng giật cuốn sổ của Kazama chạy đi, Kazama tranh thủ chụp Mary. Xin trầm trồ đã có hai chữ ký rồi, Kazama tức lắm, xin hứa lần sau sẽ mua sổ trả lại và cho cậu xem chữ ký Mary, Kazama cũng muốn có nó lắm. Xin tạm biệt về trước nha, cậu nghĩ giờ sẽ lấy hết can đảm bắt tay Mary nhưng không còn một bóng người nào trong công viên nữa rồi, thật là tội nghiệp Kazama quá đi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 18 niềm vui có ba lô mới. Mẹ đang lựa đồ giảm giá, xin cầm chiếc ba lô siêu nhân hành động đòi mua, mẹ không cho ở nhà đã có rồi, nhưng ba lô siêu nhân hành động xin chưa có cái nào mà. Mẹ nghiêm mặt không là không, xin đưa giá bảo mẹ xem nè, ngoài giảm giá đặc biệt còn giảm thêm 50% nữa, mẹ bất ngờ công nhận giảm nhiều thiệt. Mẹ giật mình giá gốc là 3.900 yên, giảm còn 1.200 yên rồi còn giảm 50% nữa ư, xin nhận xét rất hợp với người kibo như mẹ đó. Xin nhìn chiếc ba lô mới giữa nhà thì vui mừng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, xin lại ôm lấy nó rồi lật xem đúng đã luôn. Xin ôm ba lô thích thú cười không ngừng, mẹ nhìn xin vui vẻ thì nghĩ tháng này hơi khó khăn nhưng thấy xin năn nỉ quá không cầm lòng được. Xin giật tắc ra, mẹ nhắc kéo vậy coi chừng đứt quai đeo dùng kéo cắt đi. Xin vâng dạ cầm kéo đưa tới kiểu nào cũng không được, mẹ lo lắng đừng cắt tầm bậy nha. Xin bảo vậy mẹ làm luôn đi, muốn nhờ mẹ phải nói sao chứ. Xin hỏi nói làm thử đi à, mẹ gào lên phải là dạ mẹ làm giúp con với cảm ơn nha. Xin uể oải nhắc lại, mẹ cầm kéo cắt phăng. Xin lại vui vẻ ôm chiếc ba lô đeo thử nhưng sao chật ních vậy. Mẹ nhắc phải nới quai ra, xin làm theo nhưng hơi dài rồi, lại sửa lại nhưng bên dài bên ngắn, lần này thì bên kia lại dài hơn. Xin than thở rắc rối ghê, mẹ động viên cố gắng lên mẹ đi lấy đồ khô đã. Xin nhờ mẹ giúp nhưng mẹ từ chối vì bận. Xin cảm thán mẹ vô tích sự quá, mẹ chạy ào lại mắng nói gì vậy hả? Xin soi gương trông mình ngầu ghê, đứng chỗ nào cũng ngầu hết trơn, xin còn mang ba lô ra vườn khoe mẹ. Xin hỏi đồ ăn xế, mẹ tròn mắt giờ còn mang ba lô ư, tại xin thích nó quá mà, mẹ thấy xin vui thì cũng vui theo. Xin ngồi ăn bánh lăng mẹ nhắc cởi ba lô ra đi, xin vâng dạ tháo ra rồi ôm luôn vào người, mẹ bó tay ai thèm lấy chứ. Mẹ dưới bếp thấy xin cứ chạy qua chạy lại làm gì đó bèn lên hỏi xin làm gì vậy, xin đang chuẩn bị đi du lịch, nhà mình định đi hồi nào chứ, hè nay sẽ tới nhà ông nội mà, mẹ quát còn nửa năm nữa lận. Xin đóng cặp nhưng đồ nhiều quá nên không khóa được, mẹ nghĩ xin nên xếp gọn lại. Mẹ lôi đống đồ ra do xin nhét vào mà không gấp gọn đó, lại còn mang cả đồ chơi không cần thiết. Xin muốn mang về chơi với ông nội, mẹ bực bội phải xếp gọn gàng và đem theo đồ cần thiết thôi. Xin gật gù đồ chơi cần thiết mà, mẹ bực bội đã nói không cần thiết chút nào. Mẹ xếp gọn quần áo cho hết vào ba lô, xin khen quả là người mẹ hiền cái gì cũng làm được. Mẹ biết tỏng rồi không cần nịnh đâu, mẹ dặn từ giờ trở đi phải tự xếp đồ cho mình đó. Xin bảo từ từ rồi làm mẹ bó tay đúng là làm biếng dễ sợ. Bác hàng xóm đi ngang thấy xin múa máy vui vẻ ngoài vườn thì dừng lại hỏi thăm, xin khoe sắp đi du lịch tới nhà ông nội ở Akita. Bác hàng xóm chúc đi chơi vui rồi đi tiếp thì gặp mẹ vừa ra cổng. Mẹ vừa chào bác đã khen Akita đẹp ha, ở đó có đặc sản ngon như hồng ép dẻo, cá bống khô đó rồi bác cười bảo mình chỉ nói vui thôi nha. Mẹ ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì nghe giọng xin hát hò Akita đẹp lắm, mẹ giật mình hiểu ra vội gọi với theo không phải vậy đâu nhưng bác đi mất tiêu rồi. Mẹ nhìn mà tức xin lắm rồi đó, tối đến Hima khóc, mẹ đang bận nhưng Hima òa khóc to hơn, mẹ vội lục tủ tìm núm ti sao không thấy nhỉ.
Bố đi làm về hỏi đồ thay của mình đâu, ở trong tủ đồ chứ ở đâu nhưng bố không thấy. Mẹ bực mình thì đi tìm đi, mẹ đang lu bu tìm núm ti nên đừng hỏi nữa. Giờ ăn tối bố hỏi sao xin mang ba lô hoài vậy, mẹ nói xin sợ mất đó, đúng là đồ mới mua có khác. Bố nhìn trên bàn hỏi đồ chua đâu, nay không có nha, xin chạy đi mang một ba lô to đến lấy ra hủ đồ chua. Mẹ giật mình hỏi sao xin có nó, xin chuẩn bị sẵn cho bố đó. Bố giật mình lục trong ba lô ra cái áo nãy giờ đi tìm nè, mẹ la lên hóa ra núm ti cũng ở trong này. Mẹ mắng sao bỏ vô đó vậy, tại mẹ nói chỉ bỏ những thứ cần thiết mà. Bố mẹ quát lên không phải lúc này nha. Bác hàng xóm định uống chút rượu ăn cơm nhưng nghĩ sắp có cá bống khô nên thôi đợi có rồi uống luôn. Bác vui vẻ mong chờ ngày đó ghê.